Xác định chuyển đổi số là chìa khóa thành công, các địa phương đã và đang chỉ đạo tập trung thực hiện. Tuy nhiên, vì nhiều lý do mà chủ trương chuyển đổi số chưa thực sự được như kỳ vọng. Phản ánh tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, một trong 4 xã thí điểm chuyển đổi số toàn diện của tỉnh. Trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, bộ phận một cửa, Ủy ban Nhân dân xã Gia Phú được trang bị Wi-Fi miễn phí, máy tính. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có 10% tổng số hồ sơ được người dân nộp trực tuyến. Đây đều là những người ngoài tỉnh, không có điều kiện về địa phương. 90% còn lại đều do cán bộ xã phải khai thay cho nhân dân. Khi mà thực hiện thay những cái phần đấy thì cán bộ sẽ phải vào trực tiếp thực hiện các cái thủ tục khai báo và nhập hồ sơ, rồi scan hồ sơ các thứ này, đâm ra là cũng sẽ mất thời gian. Bây giờ hiện tại là 100% cán bộ công chức là sẽ là thay toàn bộ, kể cả là những cái nộp tiền ở trên đấy là sẽ là công chức cũng sẽ nộp thay. 90% người dân ở thôn Đồng Lục có điện thoại thông minh, khoảng 50% thuê bao điện thoại sử dụng dịch vụ 3G, 4G. Tuy nhiên, việc cập nhật các ứng dụng chuyển đổi số của người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Như chúng tôi là hướng dẫn từ cái chi tiết nhỏ, download những cái phần mềm để đáp ứng ấy, nhu cầu người ta gần như là người ta không sử dụng đến. Người ta chỉ sử dụng đến những cái công việc riêng tư thôi, còn những cái việc công kiếc cái thứ mọi cái người ta không quan tâm. Quyết tâm vào cuộc của chính quyền, các nội dung chuyển đổi số đã được triển khai. Tuy nhiên mới dừng ở những bước khởi đầu, hiệu quả đạt được chưa như kỳ vọng. Khó khăn nhất là nhận thức của nhân dân về chuyển đổi số còn nhiều hạn chế. Xa là người dân cũng chưa quan tâm sâu sắc lắm về lĩnh vực chuyển đổi số. Cho nên là cái lĩnh vực này thì cấp ủy chính quyền phải thường xuyên sâu sát hơn đối với người dân. Phải xuống tận cơ sở hướng dẫn, rồi bằng nhiều hình thức có thể là chuyển đổi số, tập huấn ở tại các tổ chuyển đổi số tại các thôn thì nó mới nâng cao được chất lượng. Thực tế từ Gia Phú cho thấy mục tiêu chuyển đổi số toàn diện cấp xã vẫn còn nhiều việc phải làm. Ủy ban Nhân dân cấp xã cần đặt ra các mục tiêu cụ thể, thiết thực gắn với việc nâng cao nhận thức về lợi ích của chuyển đổi số cho người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng để chuyển đổi số thực sự phục vụ mục đích thiết thực trong đời sống nhân dân.